Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần English words you may pronounce wrong. Có nghĩa là những từ tiếng Anh bạn có thể hay có lẽ gì đây phát âm sai các bạn nhé. Năm từ hôm nay. Từ đầu tiên, health. Từ này các bạn hay phát âm sai lắm nha. Từ này các bạn hay đọc là health, health. Nhưng mà nhớ là TH là âm cuối ha. Thì mình phải đưa lưỡi ra. TH phải đưa lưỡi ra giữa gì đây hàm răng. Health. Nghĩa là gì đây? Sức khỏe các bạn nha. Health. Mình không đọc là heo heo nhé, nó là L ha, L, health, health, sức khỏe ha. Number two, từ này rất là nhiều bạn đọc là laser hoặc là laser hay là laser, đúng, mặc dù đây là gì đây âm sure và các bạn thấy e đều giống đọc là a nhưng mà không phải nhé, từ này giống kiểu gốc Pháp á các bạn, thế cho nên nó sẽ đọc là leisure. Leisure hay là sẽ đọc là gì đây? Leisure nha các bạn nhé. Người Mỹ thì thích đọc là leisure, còn người Anh thì thích đọc là leisure. Từ này thì cô Huyền thích đọc theo kiểu Mỹ là leisure các bạn nhé. Nghe cưng ha. Leisure. Leisure. Ví dụ các bạn nói là leisure time, đó là thời gian rảnh, thì nó cũng giống như từ free time các bạn ha. Free time hay là leisure time cũng được. Ví dụ các bạn bình thường trong giao tiếp thì các bạn nói free time cũng ok đi, nhưng mà đi thi IELTS thì các bạn nên dùng từ gì đây, leisure time, thì bang điểm sẽ cao hơn các bạn nhé. Ok, leisure, leisure time hay là leisure time, nhưng không được đọc là laser hay là leisure nhé. Leisure, leisure. Right, number 3 nè. World. Từ này nếu mà các bạn học phần nhận diện phát âm thì các bạn thấy cô Huyền nói rồi đúng không? À, mình không đọc là world world nhé. Đa số các bạn đó là các bạn thế giới thì các bạn khai đọc là world world. Nhưng mà thế giới á, mình phải đọc là gì đây? World. Thêm trong phiên âm của nó đọc đủ, không không thêm gì không bớt gì nhé. World. Chữ L sẽ là O. D. World. 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 Nghĩa là gì đây? Thế giới các bạn ha. World. Nó giống như từ globe, địa cầu đó các bạn. Rồi số 4 của mình ha. Instrument. Instrument nó cũng giống như từ tool hay device, nó là công cụ hay phương tiện gì đấy. Nhưng mà ở đây thì cô Huyền sẽ cho các bạn với ví dụ là gì đây, musical instrument. Music là các bạn biết về âm nhạc rồi hết. Rồi tiếp instrument có nghĩa là kiểu nhạc cụ, công cụ thì người ta gọi sẽ gọi cái này là gì đấy, nhạc cụ các bạn ha. Cụ có nghĩa là công cụ, nhạc là âm nhạc đó. Musical instrument gọi là nhạc cụ ha. Nhưng mà mình không đọc là instrument hay là instrument nhá. À, cái này sẽ đọc là instrument. Instrument. Âm ơ đọc rất là nhanh nha lớp mình nhá. Instrument. Instrument. Nhớ xị ở giữa. Instrument. Instrument. Rồi, số 5 của mình á là từ gì đây? Surgery. Surgery có nghĩa là cuộc phẫu thuật đó các bạn ha. Surgery. Nhớ là G-I-G-E thì mình hay gì đây? Phiên âm hay phiên âm của nó sẽ là D số 3 móc nha. Surgery. Surgery, phẫu thuật ha. Rồi lại lần nữa nha. Health, health. Leisure hay là leisure, leisure, leisure. World, world. Instrument, instrument. Surgery, surgery. Rồi mình tới với ví dụ các bạn ha. Từ thứ nhất là từ health các bạn ha. Smoking is bad for your health. Các bạn nhớ là một từ kết thúc bằng D hoặc là bằng gì đây, bằng T như thế này. Sau đó là một phụ âm, một từ bắt đầu một phụ âm thì mình khỏi cần đọc D hay T này nhé. Mình khỏi cần phải giật cái âm nó ra. Đây là cách để mình đọc lướt ha trong giao tiếp. Smoking is bad for your health. Smoking, hút thuốc lá. Gì đây? Hại bad là không tốt đó. Cho sức khỏe của bạn ha. Smoking is bad for your health. Smoking is bad for your health. Right. Leisure. Leisure time. Thời gian rảnh đó nha. When I have leisure time, I usually read books. Khi tôi có thời gian rảnh, nhớ là danh từ cũng danh từ mình hay dịch ngược lại ha. Thời gian rảnh, tôi thường thường hay thường xuyên đọc sách các bạn ha. When I nổi giờ, when I have free time, được đọc là have các bạn nhé. Have. When I have free time, oh sorry, when I have leisure time, I usually read books. World. All
all around the world, có nghĩa là toàn bộ thế giới, có nghĩa là kiểu như toàn cầu đó các bạn ha, vòng quanh thế giới. I wish, tôi ước rằng ha, I wish I could travel all around the world. Tôi ước mình có thể gì đây, đi du lịch gì đây, khắp thế giới hay vòng quanh thế giới. Ở đây là câu ước muốn mà mang tính ở trong tương lai á, thì mình sẽ dùng gì đây, could hoặc là would cộng với lại verb 1 nhé, chứ mình không được dùng can các bạn ha. I wish I, nữa vô, I wish I could, I wish I could travel all around the world, I wish I could travel all around the world. Right, instruments, musical instruments, nhạc cụ ha. Can you play any musical instruments? Sau any thì mình hay dùng với danh từ đếm được số nhiều ha. Can you play any musical instruments? Bạn có thể chơi được cái gì đây? Nhạc cụ, gọi là nhạc cụ nào không? Ha. Can you play any musical instruments? Right, surgery. Their father has just had a surgery last week. Gì đây? Ba của họ, cái với cái tính từ sở hữu mình dịch ngược lại nhé. Ba của họ là gì đây? Gì đây? Vừa mới, just là vừa mới. Gì đây? Có cái cuộc phẫu thuật. Gì đây? Last week nghĩa là tuần trước các bạn nhé. Have a surgery hay là undergo, trải qua. Undergo a surgery đều được ha. Hai cái TH là Their father has just had a surgery last week. Their father has just had a surgery last week. Lại lần nữa nhá. For health. Smoking is bad for your health. Leisure. When I have leisure time, I usually read books. World. I wish I could travel all around the world. Instruments. Can you play any musical instruments? Surgery. Their father has just had a surgery last week. Okay, that's all. Goodbye. See ya.